Đoạn phim đáng sợ sau đây được chia sẻ bởi một người dùng TikTok có tên là Ajivo Okuto. Đoạn phim ma quái không có bất kỳ một nguồn thông tin nào đi kèm, nhưng những gì đã thể hiện trên phim cho thấy, lúc bấy giờ mọi người đang vui vẻ cùng nhau hát mừng sinh nhật có thể dành cho một người mẹ. Và trong khoảnh khắc hạnh phúc đó, vô tình camera điện thoại đã quay được một hình ảnh đáng sợ như thế này xuất hiện như muốn chung vui với họ. Một gương mặt trắng bệch như sáp và kèm theo đó là một đôi mắt trợn trừng rất đáng sợ đang áp sát ngay phía sau người phụ nữ lớn tuổi kia. Đoạn phim này đã thật sự làm cho nhiều người xem phải sợ hết cả da gà, bởi cái hình ảnh ma quái lạnh lẽo này đã khiến họ liên tưởng đến một con quỷ. Một tháng trước, ngay trên kênh YouTube của điều tra viên huyền bí Dennis đã chia sẻ một cuộc khám phá đầy gay cấn, ghi lại toàn bộ quá trình anh tìm hiểu về những hoạt động siêu nhiên đã và đang xảy ra bên trong ngôi nhà này. Dennis cho biết người chủ của ngôi nhà đã thử chơi trò gọi hồn và không may khi linh hồn được kết nối, nó đã từ chối rời đi. Kết quả là họ phải dọn ra khỏi ngôi nhà mặc cho các sự kiện ma quái đang lộng hành ở đây. Và sau khi biết đến Dennis, họ đã cố liên lạc và nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Dennis nói rằng, sau khi tìm hiểu sơ lược, anh đã nhận thấy bên trong ngôi nhà thật sự đang có những hoạt động siêu nhiên xảy ra. Lúc bấy giờ Dennis không dám chắc anh có thể làm được gì, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức có thể để giúp chủ nhân của ngôi nhà này quay lại sống ở đây. Sau khi thiết lập những góc quay cần thiết, điều tra viên Dennis bắt đầu đi sâu hơn vào cuộc điều tra. Lúc bấy giờ hai cái tủ đựng quần áo trong kho, không biết bằng cách nào nó có thể tự mở ra, đóng lại một cách ma quái, tạo ra những âm thanh nghe rợn hết cả sống lưng như vậy. Nhưng đáng sợ nhất là cái khoảnh khắc này. Trong khi các hoạt động siêu nhiên đang xảy ra với hai cái tủ trong kho, thì ngay ở phòng khách lại đột ngột xuất hiện một bóng đen lướt nhanh từ trái sang phải như thế. Lúc bấy giờ Dennis hoàn toàn không biết có sự hiện ra kia, bởi anh đang bị thu hút bởi hai cái tủ trong kho, đang cảnh giác cao độ. Nhưng một lần nữa, một sự kiện ngoài sức tưởng tượng của Dennis đã xảy ra.
một tiếng thở khò khè, nghe rất gợi rợn, đang phát ra đâu đó nghe rất gần Dennis. Nhưng khi anh tập trung lắng nghe kỹ hơn, lại không nghe thấy gì nữa. Lúc bấy giờ không khí trong nhà yên lặng đến rợn người. Đoán rằng các hoạt động siêu nhiên kia đã hết năng lượng vì ánh sáng, nên Dennis đã tắt hết đèn trong nhà và bắt đầu ghi hình bằng camera quay đêm. Lúc này camera trên tay Dennis đã bắt được những điều đáng sợ này. Bạn có thấy thứ đó không? Một vệt đèn đã bay ra rất nhanh từ chiếc giày kia. Lúc bấy giờ Dennis không nhìn thấy cái bóng đèn đáng sợ đó. Anh chỉ bắt gặp khoảnh khắc chiếc giày kia đang tự di chuyển một cách mà quái như vậy. Cuộc điều tra của Dennis vẫn đang diễn ra. Nếu bạn quan tâm, bạn hãy tìm đến kênh YouTube của anh ấy để xem được chi tiết hơn nha. Một tay súng người Mỹ có tên là Non đến từ kênh YouTube Non-Tactical Shooter. Ngay trên trang kênh của anh ta, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy nội dung chính của kênh là gì. Nhưng mới đây thôi, Non đã chia sẻ lên trang cá nhân một đoạn phim chứa nội dung hoàn toàn khác. Anh ta cho biết lúc bấy giờ đã hơn 4 giờ sáng, chiếc camera giám sát sau nhà anh đã vô tình bắt được một thứ gì đó kỳ lạ như thế này. Một thứ gì đó xuất hiện giữa hư không và cũng nhanh chóng tan biến vào không khí ngay sau đó. Và có một chi tiết cũng kỳ lạ không kém, đó là những âm thanh nhiễm tính điện được nghe thấy khi thứ kỳ lạ đó hiện ra. Và cho đến khi thứ đó biến mất, những âm thanh rè rè kia cũng mất theo. Đến tận bây giờ, cảnh quay bí ẩn này vẫn là một hiện tượng kỳ lạ không thể giải thích. Nếu bạn có câu trả lời, bạn hãy đặt nó dưới phần bình luận nhé.